Mũi lòng vàng cho người ưa khám phá. Mũi lòng vàng ở xã Đồng Ruôi, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh là điểm tham quan còn nguyên vẻ hoang sơ. Với bãi cát vàng gợn sóng êm dưới chân người. Mũi lòng vàng là một bãi cát cách bờ khoảng 4 km và rộng gần 20 hectare nằm gần cầu Tiên Yên. Cầu vượt biển dài nhất tỉnh Quảng Ninh. Để đi ra mũi lòng vàng, du khách phải thuê tàu của ngư dân đánh bắt hải sản gần cảng mũi chùa và di chuyển hơn 10 phút trên biển. Theo ông Đinh Văn Dương, 65 tuổi, ngư dân vùng nước Đồng Ruôi thì khách phải trả 500.000 đồng cho 2 tiếng. Người dân địa phương cho hay, cái tên mũi lòng vàng là do khi nước thủy triều dâng, bãi cát được nước gom tròn lại, trông giống như lòng đỏ trứng gà. Bãi cát vàng ống ở mũi lòng vàng dài hơn 3 km, mực nước có độ sâu vừa phải, có nhiều vùng nước nông rất thích hợp để tắm biển. Dưới tác động của sóng biển, bãi cải ở mũi lòng vàng có nhiều hình thù, cát sạch và mịn. Mũi lòng vàng còn có rừng ngập mặn, với nhiều cây cao tới 4 đến 5 phút. Đây là nơi có nhiều loại chim và sinh vật nhuyễn thể sinh sống. Nếu khéo léo và may mắn, du khách có thể bắt được một vài loại thủy sản như ốc, cá, hoặc đơn giản là ngắm nhìn đàn dã tràng lúc ẩn lúc hiện trên bãi cát. Bóng mát dưới tán cây rừng ngập mặn cũng là nơi nghỉ ngơi lý tưởng cho du khách đến tham quan. Hiện nay, mũi lòng vàng vẫn giữ được vẻ hoang sơ, thích hợp để check-in, trải nghiệm du lịch sinh thái. Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Yên cũng đang khuyến khích việc phát triển du lịch tại bãi cát độc đáo này. Chắc chắn mũi lòng vàng là một điểm đến thú vị dọc đường cao tốc Hạ Long, Móng Cái mà du khách khi đến Quảng Ninh nên khám phá.